Làm thẻ căn cước lần đầu từ ngày 1/7/2024 có mất tiền hay không? Luật căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 đã chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam được quy định gồm hai nhóm sau. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Theo quy định tại luật căn cước năm 2023, công dân sẽ không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu. Tuy nhiên, công dân sẽ phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Trừ những trường hợp cấp đổi sau đây thì không phải nộp lệ phí khi cấp đổi thẻ căn cước. 1. Cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 2. Cấp đổi theo yêu cầu của người được cấp khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp của đơn vị hành chính. 3. Cấp đổi về sai sót thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước. Như vậy, đối với việc cấp thẻ căn cước lần đầu từ ngày 1/7/2024 thì người dân sẽ không phải đóng lệ phí cấp. Tuy nhiên, nếu chọn việc vận chuyển thẻ căn cước về nhà thì phải trả thêm phí vận chuyển cho dịch vụ bưu chính.